Vượt quý này đẹp quá ha. Vào tham quan. Những cây này chưa có trái mà. Những cây này mới có trái. Sai chữ cành luôn. Đây. Sai chữ cành luôn. Sai quá anh Nương ơi. Quýt sai quá. Chăm tốt. Đó. Thưa. Wow. Nhìn mê quá. Trái bọng nước hết nè. Đã chưa? Trái nào cái đấy bọng nước luôn. Bên cái chỗ này là gần cái chỗ nước nhìn trái nó mới đá nè. Cây trống về chưa? Nhưng mà trái nó bọng nước luôn hả mọi người? Vườn này năm nay rất đạt nha, nhìn chưa? Sai chữ cành luôn, mấy cây nó sai chữ luôn. Em về chơi, về mỗi mình à, về chở ít đồ cho anh Thương, chở lên Sài Gòn á mà. Vâng, cái này sắp suốt chưa? Hôm nay đang cắt rồi à? Bao nhiêu hả? Ngon nữa. Mỗi năm cắt nhiều. Mỗi năm cắt được nhiều. Ôi đã thế. Mới bói vậy là ngon rồi đó. Mỗi tội là không được giá thôi. Nhìn đã nhở. Cây nó cũng nhỏ vậy đúng không? Quýt. Vậy là cũng trúng rồi. Cái này mấy xào anh Nương? Mấy xào? Đâu có trái đâu. Mê hả? Xài quá. Đang được cắt rồi nha mọi người. Không, không sai vậy đâu. Trái bật bự ghê.